Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại đến với tập 2 à câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với câu chuyện à, rất là thôn quê có tựa đề là Chuyện ma bà kể của tác giả Bùi Công Hiếu mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Sau câu chuyện này thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 10 của bộ truyện Miêu Hoàng của tác giả Trường Lê. Xin thông báo với toàn thể quý vị như vậy. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Chuyện ma bà kể của tác giả Bùi Công Hiếu có phần diễn đọc của Đình Soạn. Mùa hè mùa của những chú ve Mùa của những cánh đồng lúa chín Mùa để cho học sinh có thời gian thoải mái nghỉ ngơi Sau một năm học mệt mỏi Và tôi cũng vậy Cũng đã được nghỉ để chuẩn bị bước vào năm học cuối cấp Để tiến đến ngôi trường cấp 3 mà mình mong ước Chiếc xe khách dừng bánh Hai anh em chúng tôi bước xuống nền con đường lờn vờn những viên đá con Phía bên kia đường bà ngoại cùng với bác hai đang đứng chờ sẵn vẫy tay lại Hai thằng chúng tôi đi sang bên đường rồi ôm đi bà ngoại. Do công việc của bố mẹ cho nên cả hai người cũng chẳng có được về quê cho nên đành gửi hai thằng tôi qua xe để về ngoại chơi hè. Chi trên kia thì cũng không có gì để mà chơi chỉ ru rú ở trong phòng cho nên hai người không yên tâm. Bà ngoại suýt xoa hai đứa cháu sau đó thì với bác dẫn về nhà. Không cảnh của làng quê trông yên bình làm sao những hàng tre với bông lúa đang đung đưa thoảng theo chiều gió đó là những cái điều mà làm cho hai thằng tôi cảm thấy phấn khích với những điều sắp diễn ra với những ngày dài vui chơi của cả hai người tôi sẽ lại được cùng với cậu ra ngoài đồng thả diều rồi đi chăn vài con trâu trên đồng cỏ chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm cho tôi cảm thấy thích thú bước vào căn nhà mới được tu sửa không khí tuy có phần oi bức từ khi bước xuống xe nhưng nó dịu mát hơn so với căn nhà lá cũ. Bà lấy bánh rồi đưa cho hai thằng sau đó liền nói. Hai đứa ăn bánh đi, bánh bao bà mới làm đó. Bà đợi hai đứa chúng mày đấy, chắc đói lắm rồi phải không? Chả biết nói gì nữa, hai thằng chúng tôi gật đầu cầm bánh bao vẫn còn hấp hơi, rồi bỏ vào trong mồm nhanh ngấu nghiến thỏa mãn cơn đói từ sáng đến giờ. Giờ ho hức về quê cho nên cũng chẳng kịp ăn. Bà nhìn hai thằng ăn mà không nhịn được cười, hai thằng ăn từ từ mà không có nghẹn. Đám bạn ở dưới quê mà tôi chơi từ bé cũng biết tôi về, cho nên chúng nó kéo sang luôn để gọi tôi đi. Tôi ăn xong lọc cái miệng còn thèm thuồng chào bà rồi mau chóng đi cùng với đám bạn còn đang ý ới. Đã 9 giờ sáng không cảnh đường làng đông người qua lại, người thì đi ra đồng, người thì chở phân ra bón rau, những hàng cây xanh che mát cứ rủ xuống dưới đường che đi cái nắng xói xuống gầy gắt với những thằng đầu trần như bọn tôi mấy thằng chơi cùng tên là huy là kiệt là tuấn do so, lâu ngày chưa có gặp cho nên bao nhiêu thứ cần phải nói cả đám cứ ngồi dưới gốc cây nói hết chuyện này cho đến chuyện kia tôi cũng kể cho chúng nó nghe những thứ thú vị trên thành phố như là những lần đến khu vui chơi những công viên làm cho đứa nào đứa nấy cũng ngước mắt lên thèm thuồng Ngồi nói chuyện mà cũng chẳng chú ý thời gian thằng Kiệt vỗ vai của tôi mà nói. Này, bây giờ muộn rồi đó, bọn tao phải về ăn cơm. Thích thì tối nay anh em mình đi xoay cốc bán với bọn tao. Sáng mai đi câu cua, chiều cứ ngủ thoải mái. Nghe thấy vậy, thằng em của tôi liền gật đầu ra vẻ thích chí. Tôi liền gật đầu rồi cả đám chia tay nhau. Về nhà mùi thơm bốc ra từ căn bếp cũ, bà ngoại thấy hai đứa về thì chạy ra nhìn cười cười. Khuôn mặt của bà nhân nheo, Xa rẻ đã xù xì do tuổi tác cây lưng còng vì đã phải gồng mình nuôi bốn đứa con từ sau khi ông ngoại mất cháu nào bà cũng quý bà không có phân biệt đứa nào hơn đứa nào các anh nhà các bác lớn thì đi làm xa còn có hai tuổi tôi là nhỏ với một cậu chưa lấy vợ nữa cho nên bà dành tình cảm cho mấy đứa còn lại ăn chưa xong hai anh em lăn đồng ra giường ngủ bên cạnh là một chiếc quạt nhỏ để xua dịu đi cái nóng Chả biết là ngủ bao lâu cho đến khi được đánh thức dậy thì nắng cũng đã gần tắt. Cậu cũng vừa đi làm về, lấy đồ cho hai thằng cháu rồi ngồi ra ngoài thả diều. Ba cậu cháu ngày chúng tôi nguyên buổi chiều ngày hôm đó chỉ thả mình theo cánh diều vi vu cùng tiếng sáo, hòa lẫn với ánh hoàng hôn trên cánh đồng. Sau khi tắm rửa xong rồi ngồi ăn uống, cậu hỏi về tình hình học tập, rồi hỏi thăm bố mẹ, sau đó dặn dò một vài thứ còn ba bà, bà cháu ở nhà tuy cùng với thằng em mình ăn xong thì bê bát rửa rồi đi ra bên ngoài gốc cây sáng nay đám kia cũng đã có mặt đúng điểm hẹn như những gì đã dặn hồi sáng tay đứa nào tướng nấy cũng cầm sẵn một cái gậy cùng với đó là một cái bì và đèn pin có sẵn ở trên đầu trông cũng có vẻ là khá chuyên nghiệp hai anh em tôi đi ra đó thì chỉ biết đứng nhìn chứ chả biết nói gì hơn thằng kiệt tiền lên tiếng này lần sau đi nhớ mang theo cái bì con nhé Không ai đi bắt cóc mà lại đi tay không như hai anh em của mày đâu Xong chúng nó giáo nhau cười ầm lên làm tôi đỏ chín cả mặt Tôi mau chóng đánh trống làng đi sang chuyện khác Nói rồi lần đầu tiên coi như là rút kinh nghiệm Giờ dẫn bọn tao đi đâu thì đi nhanh lên Mấy thằng bật đèn rồi quay ngược hướng Sau đó dẫn đường cho bọn tôi Chẳng hôm nay cũng không có sáng lắm để soi lối nhưng bù lại là những ánh đèn soi đường của mấy thằng kia cho nên dễ đi hơn. Đi được một đoạn thì bên trong vẫn là đường đất, xung quanh cỏ dại mọc lởm chởm. Trông khung cảnh xung quanh có vẻ âm u và đặc điểm của làng quê thì khác xa với thành phố. Ở đây mọi người ăn uống xong thì ngồi nghỉ sau đó tắt đèn. Khác hẳn với trên thành phố, ánh đèn đường lúc nào cũng sáng rực xung quanh, chẳng khác gì là ban ngày. Đi được một đoạn thấy chúng nó vẫn chưa bắt được con nào tôi tò mò hỏi. Này thế đi đâu mà sao nãy giờ tôi chẳng thấy chúng mày bắt được con nào vậy hả? Thì đã ra đến nơi đâu, mấy nhà ở đây nuôi chó dữ lắm, không khéo cẩn thận vào đó nó cắn cho thì khổ, không có bỏ công cóc đâu, cứ đi rồi mày sẽ biết. Thằng Tuấn cười và quay sang nói, đi được một đoạn thì chả hiểu làm sao, có con chó nó với lên bờ tường rồi một cách dữ dội, làm cho tôi giật bắn cả mình. Tôi quay sang nhìn đám bạn bắt đầu bụng miệng cười không thành tiếng. Còn chó dữ quá, nó mà cắn thì khổ chúng mày nhỉ. Thôi thằng định đi ra giữa đi, không lại như lúc nãy đấy. Từ gãi đầu rồi đẩy thằng em đi cùng sát bên với chúng nó. Cứ đi tiếp được một đoạn khá dài lên lỏi qua đường đất nhỏ tiến ra đê, không cảnh bao quanh là đồng ruộng tiếng cóc tiếng nhái ở chỗ nào đó vang lên tạo ra những âm thanh quen thuộc của làng quê trong buổi tối ở giữa một cây đa giả ngày bé tôi có ra đây chơi cùng với mọn nhỏ nhưng dạo gần đây thì cũng chẳng có ghé tới cây cây vẫn như một bóng khổng lồ che mắt cho mọi người dân mỗi khi đi làm ghé qua tôi ngước mắt lên nhìn cây từ xa mà chẹp miệng lâu quá rồi tao chưa có ghé qua đây nhưng ngày bé bố tao hay cõng tao ra đây ngồi Thôi đi ông bớt bớt lại Đi bắt cóc đi Hay là để chỗ cho mày tưởng tượng vậy hả Không còn nói nhiều nữa Giờ ra ngoài gốc cây đi Nhiều phết đấy Huy lúc này mới bắt đầu Chỉ huy cả đám tiến lại gần phía cây đa Lết qua những bụi cỏ cao gần bằng đầu gối Có những chỗ vũng có nước phải cẩn thận nhảy qua Ánh đèn pin tuy không có bao quát hết toàn bộ cái cây Nhưng mà cũng để thấy được những cái rễ to cắm sâu xuống lòng đất Cằn cỗi là thứ để miêu tả cái cây đa già dạ này. Chỉ loáng cái mà bà thằng kia đã tia được vài con cốc bắt nhanh rồi bỏ luôn vào trong chiếc bì. Thằng Đình thì thích lắm, cứ sấn lại cầm bì cho chúng nó, còn tôi thì cứ nhìn cái cây với bao nhiêu kỷ niệm. Nhìn xung quanh tổng thể cái cây một lượt, đột nhiên tôi thấy có hình dáng của đứa nào đó, cứ lúc nhà lúc nhúc ở phía trên cành cây to. Tôi ngó đi ngó lại thì nó cũng nhìn lại tôi, không có rõ thân hình cho lắm, chỉ để lộ ra hai con mắt. Tôi lúc này mới hỏi lên trên mấy đứa kia quay lại. Này, có thằng nào trèo trên cây kia, sao nó không có xuống? Mấy thằng vội vàng bỏ qua con cóc chạy lại hướng tôi xoay đèn hướng lên nhìn. Thế nhưng chỉ vừa chớp mắt cái thứ trên kia đã biến mất. Tôi ngờ ngác ngó đi ngó lại, thằng kia lên tiếng như là đánh trống làng. Thôi mày ơi, đêm hôm nhìn không có rõ mày bị cận không đấy, đi với bọn tao xoay ít nữa rồi về, cũng chẳng để bận tâm đến thứ đó nữa tôi quay lại cùng bọn kia. Về đến nhà thì cũng chín rưỡi, bà kinh bì cũng được một nửa. Tạm biệt nhau rồi mấy thằng ra về. Đi lên đường về nhà cảnh vật vắng tanh, các căn nhà cũng đã chìm vào trong màn đêm tối thui. Thằng Đình trông thấy nó vui quá, vừa chạy vừa nhảy về đến nhà. Hai thằng thằng nào thằng nấy cũng mồ hôi mồ kê rũ rượi bà ngoại đợi hai thằng rồi bắt hai thằng đi lau người không có mồ hôi lại khó ngủ do dính bây giờ thành phố đã quen cho nên ngủ ở quê sớm quá tôi cũng chẳng ngủ được định thì mệt cho nên là thiết đi lúc nào chẳng biết gió ở bên ngoài vẫn thổi vào mắt rời cả căn nhà tôi đi ra ngoài hiên ngồi hóng gió để cái đèn pin nhỏ nhìn ra khoảng vườn tối om âm u từng cây lớn to rủ lá xuống bà tay không biết ở đâu vỗ vào người làm tôi giật mình quay sang thì đó là bà tôi mới nói bà bà cứ gọi con chứ làm thế con giật cả mình ngã ra đấy anh mà cũng biết sợ sao đêm hôm khuya khoát không ngủ còn ra đây ngồi làm gì hay là chê nhà bà không được như nhà anh bà ngồi xuống dưới hiên tôi nhìn bà rồi lắc đầu xong xà vào lòng của bà ngoại để bà vút ve mái tóc tôi chả biết sao để cho mình ngủ được nữa thì lúc này bèn lấy tay của bà mà nói Bà kể chuyện cho con nghe đi Chứ còn khó ngủ quá Sáng mai đám kia hẹn con dậy sớm nữa đấy Bà mỉm cười rồi nói Thì nghe chuyện cổ tích nhé Không bà kể chuyện ma đi Con nghe con sợ con mới ngủ được Tôi lắc đầu đáp Bà cười cười nhìn tôi rồi khẽ say tay vào chán Bà nhìn ra khoảng không gian Chạy tối đen thui rồi khẽ từ từ về dòng thời gian trước Khoảng độ vài năm về trước, lúc đó chuyện xảy ra ở dưới cánh đầm. Có một người đàn bà đi ra đồng làm giữa trưa nắng. Bà ta vẫn miệt mài mặc dù mọi người lúc này cũng đã về hết. Nắng chói trang không lấy có một chút dấu hiệu gì của mưa. Đột nhiên có một tiếng sét đánh xé dọc bầu trời. Kêu một tiếng nổ thẳng vào bên trong làng làm cho mặt đất rung chuyển. Ai nấy cũng đang trong bữa trưa hoặc là đang nghỉ thì giật mình. Tỉnh dậy rồi nhìn ra bên ngoài đó không ai biết tại sao xét lại đánh vào buổi trưa một cách kỳ lạ. Mọi người lúc này mới giáo sắc nhìn ra bên ngoài đó để xem. Người này rồi người kia kéo nhau. Ở bên ngoài đồng ai nấy cũng đứng lặng. Vì nguyên cả một khoảng ruộng của người đàn bà đó bị lõm nguyên một góc, đổ dạp ra hết. Lúc này mọi người cũng đã mường tượng ra được điều gì đó. Nhưng để muốn chắc ăn hơn thì tất cả phải tiến lại để xem ai nấy cũng không thể bình tĩnh được khi tiến lại gần chỗ đó người nào chịu được thì còn nhìn người nào hét toáng cả lên rồi bỏ chạy kêu làng kêu nước không ai dám ở đó lâu khi chứng kiến cái xác chết cháy đen sì không rõ khuôn mặt những người đàn ông lực lưỡng đến đó khiêng xác của người phụ nữ để mang về nhà cũng hơi trùn chân ở cái làng đây là lần đầu tiên có người chết bị xét đánh người về trong sự sợ hãi thì lại người đến vì sự hiếu kỳ phá tan cái không gian yên tĩnh vốn có của cái làng này. Xác của người đàn bà được đưa về nhà, ai nấy cũng khóc thương cho số phận đen đùi của người đàn bà này. Người đến hỏi thăm chia buồn cũng mỗi lúc một đông, người túc trực cũng toàn là những người to lớn, bởi vì theo như quan niệm thời xưa, nếu như những kẻ xấu có được tay của người chết xét đánh, thì chắc chắn là hắn ta sẽ làm nhiều việc ác để hại người đèn điện cũng được bật liên tục cho đến khi chôn cất đàng hoàng. Mộ của người phụ nữ đó thì được đắp bê tông cẩn thận, rồi có người canh chừng. đúng trong vòng một tuần thì mới thôi. Sau một tuần thì mọi thứ có vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra nữa. cánh đồng cũng đã được bàn giao lại cho gia đình. Mọi thứ quay trở lại như bình thường. Mọi người vẫn ra đồng kiểm tra lúa để chuẩn bị cho vụ thu hoạch. mà chuyện mới bắt đầu ồn ào từ đó. Cũng vào thời điểm mà cánh đồng vắng tanh, thầm có một bóng người ở trên đồng, thì có một người đàn ông lúc đó mới làm xong, lên trên gốc đa để ngồi nghỉ. Ông ta thấy có bóng người phụ nữ nào đó đang cắm cúi ở dưới đồng thì bèn gọi xuống. Cô ơi, chưa rồi, về nhà nghỉ ngơi để lấy sức, chỉ còn làm đấy chứ hả? Thế nhưng người đàn bà kia vẫn không đáp lại, vẫn im thiên thiết làm cho người đàn ông đó có một cảm giác rất khó chịu người làng quê quan tâm nhau từng chút một cho nên mới hỏi thăm như vậy mà người kia thì lại bất lịch sự nhưng mà ông ta vẫn không hề hay biết rằng cái chỗ mà người đàn bà kỳ lạ kia đang đứng là chỗ bị xét đánh tuần trước ông ta bắt đầu đi xuống dưới đường đất rồi tiến lại gần vẫn liên tục hỏi nhưng mà chỉ nhận được sự im lặng đến từ phía của người kia khi mà ông ta lại gần người đàn bà đó thì như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Người đàn ông đó lúc này mới cảm nhận được điều gì đó bất an, nhưng chân cũng chẳng hiểu sao mà lại không nhúc nhích nổi. Đôi chân của ông ta như có ai đó giữ lại không cho chạy đi. Ông ta nuốt nước bọt, ông ta mồ hôi nhễ nhại chảy bóng loáng dưới ánh nắng gầy gắt, miệng gào lên hỏi người đàn bà. Nhưng dường như người đó vẫn không biết sự xuất hiện của mình ở ngay bên cạnh. Này cô kia, tôi hỏi cô đấy sao cô không có trả lời, mồm miệng để đi đâu hết vậy rồi hả? Người đàn bà đó nghe xong lúc này mới ngoảnh mặt lên nhìn người đang hỏi mình. Người đàn ông kia gần như chết đứng khi mà nhìn thấy trước mặt của mình. Chả làm gì có người phụ nữ nào, mà đó là một gương mặt cháy đen. Ông ta lúc này mới sực nhớ lại rằng, chỗ này đúng ngay chỗ chân của ông ta đứng. Cơ thể của ông ta vẫn đang bỗng chốc run lên bẩn bật, môi mấp máy liên tục không nói rõ được thành tiếng xin tha. Người đàn bà à không chính xác ra đó là hồn ma Nó cứ chầm chầm nhìn ông ta một lúc Rồi biến mất sau một tiếng cười vang lên khuấy đảo cả không gian ở ngoài đồng giữa trưa Người đàn ông kia cũng bất tỉnh không còn biết trời đất đâu nữa Người nhà chưa không thấy có ông về Cho nên cũng mau chóng ra ngoài đồng để tìm kiếm Lần mò mãi cuối cùng thì họ cũng tìm được ông ta ngất Ở chỗ đồng ngày hôm trước bị xét đánh Người đàn ông đó được đưa về nhà sau một cơn bất tỉnh dài. Khi dạy ông ta như một người mất trí không còn biết mình là ai. Lúc nào ông ta cũng sống trong sợ hãi. Nhiều người lúc này sang thăm mới sinh nghi, quay đi quay lại giáo nhau về chuyện vừa xảy đến. Lúc này thì có một người thâm niên trong làng đến xem rồi lắc đầu nói. Chắc lại bị người đàn bà kia ám, không nhanh thì tìm thầy giải quyết đi, chỉ có là mất mạng mà thôi, gia đình liệu tìm cách mà xử lý. Gia đình sau khi bàn bà cũng mau chóng đưa ra quyết định Tìm một ông thầy để giải quyết xem có vấn đề gì không Người nhà như là giáo nhau đi tìm mời thầy Phải mất mấy ngày sau mới mời được một ông thầy có tiếng ở làng bên Ông thầy đi với dáng vẻ khoan thai bước vào trong nhà Thấy thần chủ đang như điên dại Ông ta mau chóng tiến lại gần Bấm mạnh và đình đầu làm cho người đàn ông ngất lịm Sau đó ông ta lấy ra một chiếc gương xoay qua người của người đàn ông thì ông thầy lắc đầu mà nói bị hồn ma kia bắt mất vía anh nghe xong thì cũng nhìn nhau nói ra nói nọ tâm trạng ai nấy hết sức bàng hoàng không biết liệu rằng ông thầy được mời về đây có thể cứu chữa được cho người thân của mình hay không ông thầy bình tĩnh ngồi xuống dưới bàn rồi nói ai đó khiến ông ta ra ngoài nằm một chút nắng cho đã để xua dịu đi âm khí mấy người mau chóng cây chiếu ra bên ngoài sau đó tập trung bê người đàn ông ra đó. Ông thầy uống xong cốc nước lấy một túi kim từ trong tay nải ngồi bệt xuống đất, sau đó ấn vào những huyệt đạo trên người đàn ông, rồi châm những cây kim xuống. Những dòng máu đen không biết từ đâu cứ như vậy chảy ra, thấm đẫm vào trong mảnh vải vàng của ông thầy. Xong xuôi người đàn ông kia lại được quay trở về giường, ông thầy châm điếu thuốc nhà khói, cùng với ánh nắng đang tỏa chiếu, nhìn chung quanh một lượt rồi nói. Để tôi tính xem ngày giờ mọi người sinh thủ mua đồ về để làm một cái lễ, kèm theo đó là cầu siêu cho vong hồn kia. Nếu không thì không chỉ có mình người nhà mà sẽ còn có những người khác bị liên lụy. Người nhà nghe xong thì cũng bàn nhau, sau đó nói sang, sau đó sang nói chuyện với cả người nhà bên kia. Hai bên thống nhất với nhau để rồi còn quyết định xem là có nên làm hay không. Sau vài ngày chuẩn bị thì vẫn chưa có thấy ông thầy đi sang bên này hai nhà cũng bắt đầu thấy hơi bất an cho đến đúng rằm buổi sáng ông thầy mang đồ sang để chuẩn bị bày đàn ở mộ của người đàn bà kia ông thầy cho đặt những cây nến đèn cầy rằng một tấm lưới lên trên lớp bê tông đã rằng một tấm lưới lên trên lớp bê tông đã bao phủ quanh mộ cộng với một vài thứ lình kinh khác và đặc biệt là có mấy cọc tre được chôn chung quanh ngôi mộ của người đã chết được cúng đàn lý ở đó cũng được bày biện ra một cách chỉnh chu và tươm tất. Đôi mắt của tôi bỗng chốc nhíu lại, không còn đủ sức để mà nghe nốt câu chuyện của bà kể, đành phải nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ trong trời lộng gió. Bà nhẹ nhàng đẩy tôi vào bên trong chiếu, rồi lấy một cái chân mỏng đắp lên người, sau đó bà nhăn đôi mắt nhìn ra bên ngoài trời tĩnh lặng. Sáng sớm ánh mắt nằm... Sáng sớm ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt của tôi mơ hồ, ngồi dậy và lắc đầu vài cái ông cậu tôi thì cho một ít tiền tiêu vặt rồi phóng xe đi làm vừa mới vệ sinh cá nhân xong thì bên ngoài đã có những âm thanh ý ới của đám bạn hai anh em tôi chào bà rồi mau chóng đi ra cùng chơi với tụi nó bán những thành quả mà mấy đứa mất nguyên cả một buổi tối ngày hôm qua phải công nhận là bọn này giỏi thật hơn rất nhiều đứa thành phố như tôi cũng bằng tuổi nhau mà đã kiếm được ra tiền tuy không nhiều nhưng mà cũng đủ làm cho cả bọn thấy vui. Người ăn bánh mì ngon lành ở dưới gốc cây mát rời, ngắm nhìn những người qua lại ở trên đường làng. Ăn uống xong thì mấy thằng kéo nhau đi vào bắt dế để về tròi. Lọ mọ dưới đồng cỏ ngồi nghịch với nhau, cho đến khi mồ hôi thằng nào thằng nấy cũng ướt đẫm. Ngồi dưới bụi tre, gió thổi mắt rời vào người, tóc tai thằng nào cũng ướt sũng. Nhớ đến câu chuyện tối ngày hôm qua tôi bèn hỏi chúng nó xem có biết gì không. Này bà ta có kể đợt chiếc có người bị xét đánh ở ngoài đồng Sao không thằng nào kể vậy hả Chúng mày có biết gì thì kể luôn cho tao nghe Mấy thằng kia ngơ ngác nhìn nhau vì câu hỏi khá dồn dập Thằng Kiệt liền hứng giọng mà nói Mày cứ bình tĩnh đi Mày hỏi dồn dập như vậy thì có ai trả lời cho mày được đâu Mấy thằng ngồi túm lại Thằng Đình thì cũng chưa có nghe Cho đi ngồi xuống ngóng nghe từng chữ ba thằng kia thay nhau kể hết về chuyện của chúng nó biết về người đàn bà bị xét đánh và hơn thế nữa là có người đàn ông bị ma ám ở ngoài đồng câu chuyện của người đàn ông bị ma ám chẳng mấy chốc lọt đến tai của người này rồi lại đến tai của người kia ai nấy cũng bắt đầu hoang mang vì sợ ra ngoài đồng sẽ lại bị giống như người đàn ông đó sau khi mấy nhà kia thông báo cho từng hộ nhắc nhở mọi người không nên đi ra ngoài vào buổi tối hôm đó Thế nhưng với lũ chúng nó thì lại khác. Kể đến đây thì dừng lại ấp ống quay sang hỏi thằng kia như xin ý kiến. Này, có nên nói cho thằng Hiếu nghe không? ta vẫn còn thấy sợ khi nói lại mày à. Không có sao đâu, bảo hai anh em nó giữ kín bí mật này, kêu người khác biết thì lại chửi cho. Thằng Tuấn đáp lại. Ba thằng kia đi ra một góc bàn luận sau đó mới gọi tôi lại mà nói. Bọn tao sẽ kể cho mày nghe những gì diễn ra tiếp theo. Nhưng mà mày phải hứa với bọn tao một chuyện Không được kể cho bất cứ ai nghe được chưa Tôi chưa biết chuyện tiếp theo là gì Nhưng thế mặt thằng nào cũng căng thẳng Cho nên đành phải gật đầu chấp nhận Mấy thằng lúc này mới hít vào một hơi Sau đó liền kể Chiều hôm đó bà thằng ngồi ngoài chơi Người ra người vào hai nhà kia đông lắm Đi đi lại lại quanh xóm Trần thằng Huy liền thắc mắc Này chúng mày có thấy chuyện tối nay có vẻ gì không Cấm không được đi đâu vậy chắc là họ ra đồng đấy không có sao đâu đúng không mình đi xem thôi mà tuấn với kiện còn chưa nói gì thì cũng đang suy nghĩ không biết là có nên đi hay không thế rồi huy vỗ vai của hai thằng mà nói chúng mày khỏi phải lo tôi cứ bảo là ngủ với tao nhà tao có họ với nhà ông kia kiểu gì bố mẹ bên đó cũng sang quyết định nhanh đi về xin bố mẹ luôn đi còn ra ngoài đó xem có chỗ nào mà kiếm mà nấp Hai thằng bị dục mạnh quá cho nên cũng đành gật đầu chấp nhận. Sau khi xin phép gia đình xong xuôi, tất cả mau chóng đi lối tắt ra ngoài cánh đồng. Chỉ qua những bụi rậm rạp ngứa ngáy để rút gọn vào một góc vườn chuối, chính tầm nhìn của những người ở ngoài đồng khi đang bày lễ nhìn thấy. Ba thằng im thiên thít đánh dấu mấy chỗ để tối ra không có bị nhầm lẫn. Này tối nay cầm cái đèn con nhà mày đi cũng được mà, đánh dấu làm gì cho mệt. Thằng Kiệt liền lên tiếng. Mày có bị sao không vậy soi đèn thì lộ hết chứ còn gì Cứ im lặng đi tối đi rồi biết Huy lắc đầu rồi dục hai thằng Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi Buổi tối xong hai thằng kia kéo nhau Sang nhà Huy Bố mẹ của Huy dặn dò mấy đứa cấm có được đi đâu linh tinh Bố mẹ của nó giờ phải Ra ngoài nghĩa địa để phụ giúp làm lễ Ba thằng vâng dạ như đúng rồi Chờ cho bố mẹ đi xong Thì mới đóng cửa lại Tắt điện tối om rồi sau đó Mang theo lối đi đã vạch sẵn từng bước từng bước tiến ra bên ngoài. Ánh trăng rằm chiếu xuống xoay xuống bụi rậm mà ba thằng từng bước tiến qua. Đi ra đến đúng điểm mà sáng ngày cả ba thằng cùng nhau đánh dấu. Bên ngoài ruộng những chiếc lồng đèn cũng đã được thắp sáng trưng. Chỉ có một ông thầy và bốn người đàn ông lực lưỡng đang đứng đó. Ba thằng chú ý theo dõi. Lúc này bất chợt kiệt hơi giật mình kéo bạn lại hỏi nhỏ. Này sao lạ thế nhỉ? Ở đâu ra cái chỗ quỷ quái này vậy đấy? hay là đi về nhà tụi mình đi đã ra đến đây rồi còn đòi về sao mày nhát vậy hả Kiệt? kệ đi cái trống mắt lên coi xem thế nào thằng tuấn nạt nhỏ thời gian cứ như vậy trôi qua khó nhàng vẫn cứ bay nghi ngút ngoài cánh đồng dưới đêm khuya vắng ba thằng vẫn không ngừng mắt một chút nào tiếng cười kia vẫn như vậy văng vẳng như không có dấu hiệu dừng lại ông thầy lúc này mới hỏi vọng ra bên ngoài khoảng không có một giọng nói đầy uy lực vang vọng không kém như lấn át tiếng cười quái đản đó một giọng nói của người phụ nữ vang lên bất chợt làm cho ba thằng giật mình các người đến đây làm gì khôn hồn thì cút đi đừng để mọi chuyện đi quá xa so với những gì các người đã làm ta nói trước các ngươi không có hậu quả tốt đẹp đâu nếu như vậy ngươi đã làm ma rồi còn không mau mau đi xuống dưới suối vàng để mà an nghỉ mà còn ở lại đây để hại người phạm vật luật trời mau chóng trả hồn lại cho người đàn ông này đừng có trách ta không nói trước thế nhưng mà vong hồn đó dường như không hề sợ hãi mà mau chóng đáp lại thế thì người mới là người muốn chết thằng huy thấy mấy người đứng kia đang không nhúc nhích bèn kéo hai thằng lại chỉ trò rồi nói này sao mà người kia cứ đứng yên đấy làm gì vậy hay là tao nhìn nhầm ờ tao cũng thấy như vậy mà nhưng mà chắc là họ bị vậy thôi cứ xem đi thằng kiệt nói Ông thầy im lặng đọc những tiếng gì đó không rõ Sau đó chả hiểu mắt của cả ba thằng có hoa hay sao Mà thấy một bóng trắng lướt đi trên ngọn lúa một cách kỳ lạ Tuấn không tin được vào mắt của mình nó khẽ hỏi Này chúng mày có thấy giống tao không? Mà đó tính sao bây giờ về nhà thôi Hai thằng kia im lặng không đáp Mặt vẫn chăm chú vào thứ đó Do lùng này tất cả mọi thứ càng lúc càng dữ dội Cái lạnh bắt đầu thấm dần vào người như là mùa đông lạnh đến thấu ra thấu thịt. Ông thầy lúc này nhìn thấy khẽ đốt một tấm bùa bay vào khoảng không, cái bóng trắng đó đang lướt đi như dạo trên không khí, bị một đốm lửa đuổi theo. Những tiếng rít của cái bóng trắng đó hét lên điên loạn rồi vút bay quanh khoảng đó, tránh xa ngọn lửa. Ông thầy cầm một cây nến đốt cháy, những người mà thằng Huy nhìn thấy. Thực ra là chẳng có ai ở đây cả, chỉ là những hình nhân được ông ta mang đặt ra ở đó. Cái bóng trắng kia chỉ trong trước mắt đã bị những bóng đen mà ông thầy bằng cách nào đó đã làm cho chúng xuất hiện kịp đuổi theo. Ngọn lửa xuất hiện kia cứ lăn qua lăn lại, khiến cho cái bóng trắng đó đau đớn gào thét, âm thanh như muốn xé toang ra tất cả mọi thứ. Ba thằng nhìn thôi mà vẫn bị tay lại người toát cả mồ hôi. Ông thầy lúc này vẫn còn im lặng rồi sau đó liền hỏi. Người trả lại hồn phách cho người đàn ông kia rồi mau chóng đi đầu thai. Đừng có mà lưu luyến gì trần gian rồi lại hại người Im miệng đi Ta không trả Xem người có cách gì khiến ta trả lại hồn viết cho tên kia Còn chưa kịp nói xong Thì ngay lập tức đốm lửa kia cứ tiếp tục lao thẳng vào người Nó thét lên đến là cả giọng Thế nhưng những lời của ông thầy nói dường như cũng chưa có hiệu lực Cây bóng trắng đó có ý định chạy đi Nhưng ngay lập tức nó bị đánh bật lại nhưng có một bức tường vô hình nào đó chắn ở cả tứ phía. Ông thầy bình thản cởi áo pháp có hình bắt quái sau lưng rồi ném thẳng về phía cái bóng. Sau đó thì tất cả những bông lúa che đi hết, chẳng biết làm sao nhưng mà tất cả chỉ vòn vẹn lại cuối cùng là một tiếng hét vang khắp cánh đồng này. Huy kéo tay của hai thằng ra dấu đi về nhà nhanh, vì biết rằng mọi thứ đã xong. Về đến nhà thì bật điện lên thì chúng mới thở phào nhẹ nhõm ba thằng mau chóng rửa chân rửa tay xem lại quần áo rồi chui luôn vào giường nằm trời ở bên ngoài lúc này thì lạnh nhưng mà bây giờ thì nóng chảy cả mồ hôi thế mà ba thằng vẫn đắp chăn người vẫn còn run lên vì sợ đêm hôm đó chỉ cần nghe thấy tiếng gió thổi mà ba thằng đã run lên cầm cập chỉ giúp trong chăn mong cho trời mau sáng tôi nghe xong thì liền bảo vậy là có mỗi tao biết chuyện này thôi hả Ờ vậy nên là đừng có đi bếp xếp hay là kể cho anh nghe không Không là bọn tao ăn đòn đấy Thằng Huy liền nói Thế mấy người đi làm dần về Ba thằng mau chóng đứng dậy phủi quần áo cho sạch sẽ rồi về nhà Hạ anh em chúng tôi cũng vậy Nghe xong câu chuyện thì khẽ tưởng tượng ra thôi cũng đã sợ Thằng Định liền cắt tay của tôi mà nói Hay là tối mình đi ra đó nữa đi anh Mày nghe vậy không sợ sao Tôi cúi xuống hỏi nó Thế nhưng nó lắc đầu Tôi liền ẩm ừ cho qua rồi đi trở về nhà bà ngoại. Ăn uống xong xuôi rồi hai thằng bê mâm ra bên ngoài giếng thu dọn. Mọi thứ ổn định, hai anh em tôi lan ra ngủ tiếp. Buổi trưa hè nắng nóng gay gắt, kết quả thì cũng chẳng có giống điều hòa ở trên kia, cho nên là nóng lắm không có thể ngủ nổi. Chờ mắt được gần có một tiếng tôi cũng chẳng thể ngủ được nữa, quay sang thằng định thì đã ngủ say như chết. Tôi đổi nón rồi đi sang nhà của thằng Kiệt, trời nắng thế nhưng chẳng thể cản được bước chân của tôi đi đến đó sang đến nơi thì thằng kiệt đang ngồi câu cá tôi thích chí mượn nó cái cần rồi ngồi xuống cùng nhau để hai thằng ngồi câu tôi hỏi nó thêm vấn đề nữa thế tôi mấy giờ chúng mày định đi tiếp vẫn như hôm qua hôm nay mày phải tự tay bắt đấy nhé ngồi một lúc để hóng những cơn gió thoảng vào trong đầu ngồi một lúc để hóng những cơn gió thổi vào thật mát và dễ chịu biết bao Tôi liền hỏi nó một câu làm cho nó quay người nhìn tôi một cách chăm chú. Này, thế sao tụi mày biết chỗ đó có ma mà vẫn ra? Mày có bị sao không vậy? Giờ dạ, nó bắt là nó chỉ có bắt mày mà thôi, chứ làm sao mà bắt được bọn tao? Mà này, nghe nói dưới gốc đa đó, tao nghe là có người nói với nhau, là có người chôn ở dưới gốc cây đó đó. Thằng Kiệt trả lời lại. Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò sự nhớ đến cái thứ tối qua ở trên cây đa giả. Tôi quay sang hỏi. Này, Vậy thì tối qua lúc mà tao gọi mày Tao nhìn thấy ma sao Mày điên à Bây giờ thì ma cỏ gì nữa Thôi đi nghĩ linh tinh Cả cắn rồi kìa nhanh lên không mất Kéo được con cá vừa vừa Nó chạy ngay về lấy túi bóng đi cho tôi rồi nói Cầm về để cho bà mày nấu cho mày ăn Tao câu nhiều rồi không có sao đâu Có gì tối tao lên gọi mày nhé Tôi ẩm ừ cầm cái túi cảm ơn rồi trở về nhà Tôi đi về vẫn còn đang nghi ngờ cái thứ trên cây đa kia Mọi thứ vẫn mập mờ lúc đầu tôi chỉ nghĩ là do con mèo nào đó mà tôi hoa mắt nhìn nhầm nhưng sau khi nghe mấy bọn kia kể có lẽ tôi cũng thấy có chút gì đó nghi ngờ mang con cá về nhà cho bà rồi ngồi bệt xuống hiên mắt của tôi vẫn đăm chiêu nhìn ra bên ngoài bà thấy lạ thì bèn hỏi chuyện nhưng tôi không có nói chỉ bảo là con buồn ngủ quá cho nên thành ra mới đơn như vậy chứ thật sự thì không có gì đáng lo cả Đến buổi chiều thì cậu út về tôi lại được cậu cho ra bên ngoài đồng chơi tôi liền hỏi. Cậu ơi, hay là chơi tí rồi ra ngoài sông tắm đi, chứ cháu ướt hết cả người rồi này. Cấm tuyệt đối mà không được ra ngoài đấy đâu nhá, nguy hiểm lắm đó. Mà đã như thế này rồi còn ốm nữa cho mà xem. Nghe xong cậu quay lại nghiêm mặt nạt tôi. Thằng định nghe xong thì quay mãi đi. Nhưng tính trẻ con là vậy, một khi đã cấm đoán thế nào thì nó lại càng tò mò mà đã tò mò thì phải tìm hiểu cho bằng được. Tôi định hỏi thêm nhưng mà thấy cậu căng thẳng quá cho nên im lặng. Khi tất cả ánh đèn phát ra từ những căn nhà đã được bật lên, mọi người lại quay quần vào với nhau, cùng ăn bữa tối xung vầy của gia đình sau một ngày làm việc. Gia đình của ngoại tôi cũng vậy, ba cậu cháu đi thả diều về xong cũng phụ giúp cho bà bê đồ lên trên nhà. Sau khi thu dọn tôi viết thẳng định lại nhanh chóng chạy ra gốc cây hôm trước để tụ tập với đám bạn. Từ xa xa tôi đã thấy cái ánh đèn rọi vào đất. Tôi nhanh chóng chạy lại trước mà kệ cho thằng định đang tiến lại sau. Thế nhưng khi mà chạy đến đó thì không thấy gì cả. Đang ngơ ngác thì thằng định lại hỏi làm tôi giật mình. Này anh chạy đi đâu vậy? Gốc cây ở đoạn nữa cơ mà. Tôi phát giác quay đầu là cái cây thì quả đúng là như vậy Thế thì mấy cái ánh đèn nhỏ nhỏ kia từ đâu phát ra? Và vì sao lúc tôi chạy lại thì không có? Đang không biết làm sao thì có ánh đèn chiếu thẳng vào mắt tôi lấy tay và che đi. Ba thằng kia đi đến nhìn hai anh em bọn tôi rồi hỏi. Này, tao tưởng chúng mày không có đi, sao lại đứng đó như là chờ chết vậy hả? Tôi nhanh chóng ẩm ừ cầm chắc cái bao bì ở trên tay rồi đi theo chúng nó. Những bước chân hôm nay có vẻ thanh thoát hơn vì đã quen với địa hình, không biết là đi gọn ra, tránh mấy mép tường để không bị chó số ra làm giật mình. Mấy thằng lại len qua cái con đường đất nhỏ, đi một mạch ra ngoài đồng. và ra đến nơi thì gió bỗng nổi lên to hơn, làm tôi cảm thấy giống với câu chuyện mà cả ba thằng kể hồi sáng. Gió lạnh mà người mặc mỗi chiếc áo phông cho nên run lẩy bẩy. Thằng Huy lúc này lên tiếng. Này bây giờ chạy ra đây, ta bắt được con nào thì xanh bao để ta bỏ vào nhé. Nói xong thì cả lũ tiến xuống chỗ bờ ruộng nhỏ. Những bước chân đôi mắt vẫn còn đang đi theo hướng ánh đèn chỉ. Quả thật là chúng nó rất giỏi. Chỉ trong chốc lát trong cái bao đã có được độ vài con. Này quả thật là nhanh chóng. Đang yên đang lành thì có một thứ gì đó vỗ vào vai của tôi làm tôi giật mình. Quay lại đằng sau thì không có bất cứ thứ gì ngoài màn đêm. Do vẫn đang thổi từng cơn qua những ngọn lúa đung đưa. Bỏ qua mấy cái đó tôi chỉ nghĩ là do mình bị cái gì đó va phải cho nên không nói gì thêm. Một lúc sau thì tôi kéo người của thằng Kiệt lại rồi nói. Mày coi dưới chân tao xem có cái gì không? Ta không nhấc chân lên được này. Nó soi luồn xuống dưới chân của tôi khi mà nhìn ra thì mắc vào cỏ. Nó vỗ nhẹ vai của tôi mà hỏi đều. Trên đấy mày chưa ngủ hay sao mà mơ ngủ à? Thôi tỉnh lại đi, cũng được nhiều rồi đấy, nay nghỉ sớm đi nha, về sớm thôi. Tôi ẩm ừ ra về mà vẫn cứ chú ý xuống chân Xem có cái gì đó bám vào chân của mình Chả hiểu lại sao tôi bước nhanh lại Làm ra một cái dép xuống dưới ruộng Khiến cho tôi phải ngừng lại Đám kia vẫn cứ như vậy tiến về phía trước Tôi liền chẹp miệng Cúi xuống nhặt dép lên Thì đột nhiên có một khuôn mặt nào đó áp sát ngay chính mặt của mình Tôi định hét lên Thì nó đưa tay lên bịt miệng rồi đói Gì mà phải hét toán lên vậy hả Mày mà phải sợ tao sao Ủa mày là ai tao nhìn không có quen xuất hiện như là ma vậy đấy thế nhưng cái thằng lạ mặt đó lên tiếng ờ chúng nó có biết tao đâu có mỗi mày biết thôi đấy chứ này có muốn chơi với tao không đảm bảo cho mày chỗ này chưa từng thằng nào trong nhóm mày đi tới nữa cơ điều này nghe xong đắt đủ để kích thích sự tò mò từ gật đầu nhưng mà tao dặn là mày không được kể với ai mày có em phải không tôi mai để nó đi cùng với đám kia hoặc là bắt ở nhà ra chỗ này nhé và nhớ là đừng kể cho bất cứ ai Không là mày không được tao dẫn đi đâu Tôi liền ẩm ừ rồi nhặt dép lên Thì ánh sáng của chiếc đèn dọi thẳng vào mắt Kèm theo đó là một tiếng gọi từ xa Mày có bị làm sao không vậy cô Nhanh chân đi còn về chứ Tôi liền ẩm ừ mau chóng đứng lên Chạy nhanh về cùng với chúng nó Vẫn chưa có gì nghi ngờ vì thằng kia Thế nhưng nó trông rất lạ mặt Hơn thế nữa nó lại còn nói cho tôi Là đi vào một chỗ đẹp nữa cho nên tôi sẽ giấu kín đi trước. Khi nào tôi chăm xong thì tôi sẽ kéo chúng nó đi cùng là vừa. Chắc chắn là chúng nó sẽ thích lắm. Trên đường về đầu tôi suy nghĩ những thứ không đâu ra đâu, thi thoảng lại bụng miệng cười làm cho thằng đỉnh ngơ ngác không hiểu tôi đang có vấn đề gì. Về đến nhà tôi lại chạy vào trong nhà hỏi bà Nốt về câu chuyện ngày hôm trước. Vẫn còn nhớ là không được kể cho anh nghe về ba thằng kia cho nên tôi không dám hét nửa lời và cũng đúng như lời của chúng nó sáng nay. Không ai biết được ông thầy ngoài đồng đã làm gì, chỉ biết là ông ta bảo mọi người chỉ đứng chờ ông ta gọi điện thì mới ra. Mọi người đứng chờ ở bên ngoài đó cũng khá lâu, khung cảnh của chỗ mộ này cũng khá âm u, mọi thứ dường như chỉ còn là mũi ánh sáng của chỗ này. Cho đến khi ông thầy gọi điện, những thanh niên được cắt cử mau chóng ra bên ngoài đó khinh ông về. Quả thật là trông ông về ai cũng mừng rỡ và kết quả đã không khiến cho mọi người thất vọng. Người đàn ông đã được cứu, ông thầy ngồi xuống uống một cốc nước rồi nghỉ ngơi sau khi cái áo đã ướt sũng. Mấy người đã làm xong xuôi hết tất cả việc ở đây chưa? Những gì tôi dặn đều xong rồi chứ? Ai nấy đều gật đầu, thầy chấp miệng lấy đồng hồ cùng với một cái gương bắt quái. Khang nghiêm mặt ông bảo mọi người đi vẩy gạo vẩy mối xung quanh để tránh cho các vong hồn lảng vàng đến gần. Gió đang thổi bỗng lặng đi một cách kỳ lạ. Ông thầy mặc áo mồm đọc những gì đó rất khó nghe. Tay liên tục gõ mõ. Một số người khác lúc này bắt đầu nghe thấy được những tiếng khóc riêng gì. Khẽ lắc đầu mấy người cầm cây nến nhìn nhau rồi khẽ hỏi. Này ai khóc với nhỉ im lặng đi. Mấy người đang sợ sệt vì phải đi do công chuyện nhà cũng bắt đầu lầm bẩm Sợ như thế này còn tính dọa người khác nữa. Không biết là ai lại làm như vậy những tiếng xì xào bắt đầu vang lên ông thầy hắng giọng để cho những người kia biết điều mà im bặt lại ông thầy bắt đầu hỏi vu vơ vào trong khoảng không ai nấy đều dồn hết mắt về hướng của ông thầy bây giờ muốn như thế nào thì phải nói không được ở đây để hãm hại người khác nếu như người còn cố chấp thì đừng có trách ta ác hồn phách người sẽ không còn đâu Giọng của ông thầy cương quyết át hẳn đi tiếng khóc kia Mấy người lặng im xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Đáp lại lời của ông thầy là giọng nói của một người phụ nữ hòa cùng với tiếng gió không biết từ đâu kéo tới một cách bất ngờ. Nhiều người nghe xong mà nổi hết cả da gà. Dạ thưa thầy là con không có dám nữa à? Thầy bảo gì con xin nghe. Con chỉ mong thầy giúp con sớm được đầu thai. Ông thầy nhìn xung quanh mọi người đằng sau vẫn còn hoang mang. Ông đi lại gần đốt thứ gì đó ngay sát mộ rồi bào nhẹ nhàng ngồi xuống đọc kinh cho đến khi nến tắt hết. Ông thầy lúc này dừng đến đắp mệt lắm nói giọng yếu ớt hẳn đi. Mọi người nhớ ở đây canh gác cho cẩn thận khi nào hết 49 ngày rồi về, tránh để cho lũ trộm làm điều thất đức, nhang khói cúng cơm đầy đủ. Người đàn ông kia về chưa uống nước gừng khoảng vài ngày thì sẽ khỏe lại. Nói xong thì ông thầy gục xuống. Sáng ngày hôm sau thì ông thầy tỉnh lại thì cũng là lúc người đàn ông kia tỉnh nhưng thực sự ông ta không nhớ ra mình bị làm sao, vẫn còn đang ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra với mình, nhưng thế mọi người ai nấy cũng đều cảm ơn thầy đã dốc sức cứu được người đàn ông đó. Người nhà của người đàn ông cũng biết thầy một ít tiền với chút đồ lễ, ông thầy chỉ lấy một chút rồi nói: "Tôi làm gì có ăn được hết bằng này, có hai vợ chồng thôi, còn bao nhiêu mấy người cầm chỗ này ra chùa mà quyên góp coi như là tích đức." mọi người đều chạy ra chào và cảm ơn ông thầy mà chuyện từ đó về sau không còn tiếp diễn nữa tôi liền tự nhủ ở trong đầu rõ ràng là không có gì mà sao vẫn sợ mà có cả cái thằng lúc nãy nữa kệ đi mai rồi tính tiếp nhưng nhớ ra chiều nay cậu tôi không cho tôi ra ngoài bờ sông tắm mà trời thì nóng nực tôi bèn làm đúng với bà bà ơi mai bà bảo cậu cho con ra ngoài sông tắm nhé này còn bảo cậu nhưng mà cậu nhất quyết không cho đi còn học bơi nữa mà nhà mày không có ao hay sao mà lại ra ngoài đó không phải là cấm không phải là chúng mày biết bơi hay không mà chỗ đó năm ngoái có thằng nó chết đuối nó hơn mày có một tuổi thôi lại là một câu chuyện nữa từ hứng thú tiếp lời lâu rồi con không có về cũng lắm chuyện thế bà bà kể luôn cho con nghe đi bà trần trừ nhìn tôi rồi quay vào bên trong nhìn đồng hồ mà chép miệng gần nửa đêm rồi đấy vào bên trong ngủ đi không tính cho bà ngủ hay sao Tôi chờ giận mình mọi thứ bắt đầu cảm thấy lạnh dần. Tôi chẹp miệng vâng dạ rồi đi vào bên trong. Không hiểu sao tiếng gió đêm nay lại lạnh bất thường. Tôi vẫn còn nghe được như có tiếng rủ dê ở ngay bên ngoài cửa của nhà. Nhớ đúng ngày mai nhé. Tôi lắc đầu mạnh một cái, cố xua tan đi suy nghĩ để chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ vẫn đang chìm vào trong làn gió. Rồi chuyển từ màn đêm đen sang sáng, Tiếng gà gáy cũng là lúc tôi đi ra bên ngoài hít thở mọi thứ xung quanh. Không khí thật trong lành. Hôm nay trời có vẻ hơi âm u. Thằng Đình mãi sau mấy dậy làm thủ tục buổi sáng xong xuôi. Nó liền vẫy tay tôi mà nói. Anh có cho em đi bán cóc với mấy anh kia không? Mấy anh trong đó đang đợi rồi đó. Cậu tôi lúc này cũng đã ăn sáng xong. Lấy xe máy để đi. Hai anh em tôi chào cậu rồi cứ như vậy tiến thẳng xuống dưới gốc cây để hội quân cả đám nói chuyện rồi đi mua đồ thế nhưng có vẻ như tôi không thấy có hứng thú lắm vì cuộc hẹn tối nay mới làm cho tôi háo hức hơn tôi chậm miệng rồi bảo với mấy thằng này chúng mày trông thằng định nhé tao mệt quá tao về nhà đây tối nay có khi tao không có đi được đâu mấy thằng đang túm lại phần chia cấy bánh nghe xong thì ngước mắt lên nhìn tôi rồi nói à thế à thế thì mày về đi lát nữa tao cho nó về không phải lo thế để tối khác anh em mình đi sau tôi thở hát ra một cái rồi đi về mặc cho bọn kia vẫn còn đang cười đùa với nhau ngoại thì tôi về sớm thì bèn hỏi thế thằng định đâu không trông em sao lỡ nó làm sao thì làm thế nào không có sao đâu bà thằng kiệt lát nữa nó sẽ đưa em con về bà không phải lo bà dọn dẹp ạ à, con làm với tôi nhanh chóng chạy vào bên trong cầm cái chổi phụ bà quét nhà rồi phơi chút quần áo bầu trời cũng không có nhiều chuyển biến tốt đẹp vẫn là một màu âm u bao trùm lên mọi cảnh vật. Gần 11 giờ thằng Định mới về nhà, tay của nó cầm con dế lên khoe trước mặt làm cho tôi hơi cau mày vì không đi bắt được với chúng nó. Thế nhưng tôi thầm nghĩ, mày để rồi xem tao sẽ ra chỗ kia còn lâu tao mới dẫn mày đi, ở nhà mà chơi một mình đi. Ăn uống xong cả chiều hôm đó tôi cũng chẳng có ra ngoài chơi, nằm lì ở trong nhà hết ngó lên trần rồi lại đi nghịch xung quanh vườn cho thiết thời gian. Chiều hôm đó tôi cũng tắm rửa sớm để chuẩn bị trốn đi trước. Con đường thì cũng vắng vẻ vì là đường nhà quê, đến tầm này thì cũng chỉ quây quần bên nhau trong bữa tối tắt điện và chuẩn bị nghỉ ngơi. Nó khác xa với mọi thứ ở trên thành phố. Trần dạo bước tiếng chó cũng hú gầm lên, nghe một cách đáng sợ. Nhưng mà tôi vẫn đi có một mình, đi nhanh chóng cho đến khi chân của tôi bước ra bên ngoài ruộng, bỏ ra ngoài làng một đoạn đường đất, gió cũng từ từ rít lên khá là lạnh. Bây giờ chẳng hiểu tại sao tôi thấy hơi sợ sợ, bởi vì tôi có một cảm giác mình đang bơ vơ ở chốn này. Lúc này tôi đi ra ngoài gốc cây đa già, khẽ cất tiếng gọi lên để cho thằng lạm mặt hôm trước nghe thấy. Ê, mày đâu rồi đấy? Tao đến đây rồi này, ra đây đi vừa quay người lại thì một bóng đen không hiểu lý do gì đã xuất hiện một cách bất chợt tôi giật mình ngã về đằng sau mồm run rẩy định hỏi thì cái bóng đen đã phá lên cười tao đây đùa mày tí mà đã sợ rồi đùa mất dậy vậy mày có mồm chẳng nói mà thế bây giờ mày định dẫn tao đi đâu chứ mày nhìn mặt tao thế này thôi nôn lắm rồi tôi đứng dậy phùi phùi bộ quần áo thằng kia nãy giờ là một nụ cười nhằm hiểm nó gật đầu rồi nhìn tôi sau đó nó vẫy tay ra hiệu đi theo nó như có một năng lực vô hình tôi như bị kéo đi theo trước mặt của nó chân của tôi vẫn cứ bước đi một cách vô thức nó kéo tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác vòng quanh cái đồng một vòng mồ hôi của tôi túa cả ra tôi nhìn thằng kia đang đi trước mà hỏi này mày dẫn ta đi đâu vậy sao đi lâu vậy nó dẫn tôi ra ngóc cuối của cánh đồng ngay sát dưới chân đê có một đám đứa khác đang ngồi ở đó trông nó đang chơi cái trò gì vui vẻ lắm tôi thấy đám kia cứ tưởng tượng đám bạn của mình thì bèn hỏi ơ ờ, sao bọn kia nó lại đứng ở đây vậy anh em bọn tao đi chơi với nhau mà chỉ họp lại lừa nhau tí thôi và chơi đi thằng kia cười tươi và chạy lại mấy thằng kia vẫy tôi rồi bảo thôi vào đây chơi đi nào thằng định cho đi làm gì nữa anh em mình chơi cái này tí nữa rồi anh em mình về sau Thôi thì chẳng cần phải lấy thời gian để nghe chúng nó giải thích. Mấy đứa túm lại chơi với nhau. Cho đến khi đã muộn tôi nhanh chóng đứng dậy phủi quần áo cười cười nhìn mấy thằng. Chúng mày lắm tròn lạ vậy. Thế mà ta không có ra sớm mai tao ra nhé. Sao mai để thằng định nó đi chơi thôi. Mấy thằng kia cười cười gật đầu. Thằng lạ mặt đứng lên vỗ nhẹ vào vai của tôi mà nói. Này nhớ đúng giờ đấy. Tối mai cũng đúng giờ này. Và nhớ bí mật nhá không được cho ai biết đâu. Tôi thấy cũng lạ nhưng mà thôi cũng gần đầu Bí mật thì cũng phải giữ thôi Đầu có muốn lộ ra làm gì Mà cốt chủ yếu là giấu thằng định Để cho mấy thằng chơi cho thoải mái Tôi chạy thằng một mạch về nhà Không có một chút sợ sệt hay là bối rối nào cả Căn nhà cũng đã tắt hết mọi ánh đèn Không cảnh tối om quen thuộc của làng quê Chỉ còn lại ánh trăng cùng với những ngọn cây đang đung đưa dữ dội Tôi về nhà thì bà vẫn còn đang đợi để sẵn một đĩa hoa quả người ớt đẫm cũng mệt tôi chạy lại cầm lấy rồi ăn bà nhìn thằng cháu mà cười nói cha bố của anh ăn từ từ thôi rửa chân rửa tay chưa mà cứ bốc như vậy tôi chả biết nói gì nha răng ra cười bà tôi bắt tôi ra lau miệng rửa chân tay sau đó mới ngồi vào cùng với bà từ hôm về quê đến giờ hôm nào tôi cũng ngồi với bà ở ngoài đây vừa hóng gió vừa nghe những câu chuyện của bà kể lại những thứ đã xảy ra đối với làng quê này tôi lại ngồi xuống nhìn ra xung quanh tôi nhớ đến chuyện ở ngoài sông mà bà kêu là có người chết đuối cho nên tôi tò mò liền hỏi bà ơi bà kể lại cho con nghe sao bên bờ sông kia lại không tắm được đi bà bà liền ậm ừ một lúc để suy nghĩ khuôn mặt nhăn lại làm cho những vết nhăn càng hiện rõ cái gò má cao in hẳn trên đôi mắt trải qua biết bao nhiêu chuyện bà ngồi im lặng một lúc lâu Tôi thấy hơi nóng vội thì liền kéo tay của bà mà nói Bà kể đi chứ sao bà lại im lặng như vậy Bà liền thở dài rồi kể luôn câu chuyện về cái vụ chết đuối ở trên sông Không chỉ khiến cho những người dân ở đây Từ già đến trẻ ai nấy cũng chẳng dám bén mảng đến bờ sông nữa Vì họ sợ một lần nữa lại có những câu chuyện bất chắc Ở trong làng này có một đứa bé nhà nghèo lắm Bố mẹ của nó mất sớm nó đường dân làng thương mỗi người cho một ít để bọn nuôi con trâu mà cố gắng làm lụng qua ngày gọi là bé nhưng thực chất là nó hơn tôi ba tuổi gì đó ngày ngày cô cậu chăm chỉ đi làm đến chiều xuống thì cho trâu về nhà những ngày nóng nó toàn lôi trâu xuống dưới sông để tắm rửa cho sạch sẽ ấy vậy mà hôm định mệnh đó nó về muộn trời đã nhá nhem không hiểu nó nghĩ sao mà lại cho trâu xuống dưới sông tắm Khu vực xung quanh đó thì vắng vẻ không có lấy một bóng người. Xung quanh mọi thứ chỉ là những hàng cây đung đưa, không khí âm u đến mức đáng sợ. Thế nhưng vì là người làng cho nên nó đã quen với những thứ ở đây, chỉ khác là thời gian mà thôi. Nó vẫn thả châu xuống dưới nước để cho châu tự vùng vẫy trong làn nước. Gió thiêu thiêu thoảng qua từng kẽ tóc trên khuôn tóc. Gió thiêu thiêu thổi qua từng kẽ tóc rồi nó thiếp đi lúc nào chẳng biết con trâu cứ như vậy quần ở dưới bờ sông nước bắn lên tung tóe ánh chàng cũng đã lộ rõ hơn thế rồi con trâu cứ từ từ bơi ra giữa sông rồi dọc theo đó mà biến mất một cách bất ngờ thằng nhóc đó ngủ say cho so đến khi bụng của nó réo lên vì đói ra rẻ nổi hết lên vì lạnh nó mới ngồi dậy khẽ lắc mạnh cái đầu thì vẫn còn mưa màng nó đưa mắt nhìn dám rắc xung quanh mọi thứ khẽ lắc đầu cho tỉnh rồi ngó xuống đỉnh rắt châu thế nhưng con trâu của nó đã biến đi đầu mất nó cuống cuồng hốt hoảng bởi vì gia tài của nó có con trâu quý giá nó vừa chạy xung quanh vừa gọi trâu nhưng mà trời tối quá ánh sáng cũng không hề đủ nó tự nhủ ngồi xuống dưới thảm cỏ mà ngồi khóc cả cơ người của nó gần như là mất trắng tại sao nó lại ngủ quên để rồi bỏ mất con trâu này được chứ nó bứt một ngọn cỏ ngồi vào vị trí cũ nước mắt ràn rụa một gã đàn ông không biết tự nhiên xuất hiện giữa đêm tối quá làm cho nó không nhìn thấy rõ mặt thế nhưng nghe sơ qua thì nó đã đoán ra đó không phải là người ở đây nó chẹp miệng trong tiếng đức nở nó liền hỏi ông là ai sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây nửa đêm nửa hôm định làm gì mờ ám người đàn ông kia im mặt ngước mắt nhìn ra bờ sông không thèm trả lời của nó nó thấy làm lạ thì bèn gào lên trong nước mắt Ông có thấy con trâu của tôi đâu không? Nếu biết thì xin ông hãy trả nó lại cho tôi. Nhà tôi bây giờ chỉ có duy nhất mỗi nó là quan trọng nhất. Người đàn ông lạ mặt đó ngước nhìn mọi thứ một cách cẩn thận, rồi nói đúng một câu làm cho nó giật mình. Ở dưới sông... Nó quay luồn xuống phía dưới sông để nhìn thì quả thật có tiếng nước đập vẫy vùng ở đó. Khẽ dùng mình vì lạnh nó quay sang nhìn người đàn ông kia đã biến mất. Thời gian bây giờ đã là nửa đêm thế nhưng trong đầu của nó lúc này chỉ có suy nghĩ một duy nhất là làm thế nào tìm được con trâu trở về nhà nó cởi phăng tấm lưng trần và nhảy xuống dòng nước lạnh do người làng gắn bó với con sông từ nhỏ cho nên nó cũng bơi nhanh lắm nó tự thả mình xuống một chút xem nước có sâu không nó từ từ tụt quá đầu bụng thì đói người thì mệt nhưng nó bơi chậm lại để nghĩ tại sao con trâu vẫn bồng bềnh mà nước lại cao quá đầu của nó con trâu đang từ từ di chuyển thì đúng lúc thằng nhóc mới giật mình. Nó lấy một hơi rồi lao nhanh hết mức có thể, hy vọng nắm được vào sợi dây buộc ở mũi của con trâu. Đuổi nhau một thứ một hồi nó đành phải chấp nhận rằng con trâu đã biến mất ngay trước mặt của nó. Còn về phần của nó thì toàn thân dã rời không có cử động thêm được nữa, đang tự bơi ngừa để chờ vào bờ. Thế nhưng nó chưa kịp vào đến bờ thì lập tức bị một bàn tay lạnh ngắt nào đó kéo lấy chân của nó lôi mạnh xuống dưới dòng sông. Nó bất ngờ không kịp trở tay bị kéo sọc xuống dưới. Nước sông tràn hết vào miệng mũi tai. Nó cố gắng vùng vẫy để mong chạy thoát, toàn thân run đền dữ rồi. Nó chỉ cố gắng giơ tay được lên mặt nước rồi từ từ chìm xuống là nước lạnh lẽo của con sông. Và trong đêm đó cả người lẫn trâu đều mất tích ở bên bờ. Tất cả chỉ còn lại là âm thanh của gió rít lên điên dại mây đèn kéo tới che khuất đi ánh trăng rồi những hạt mưa cũng từ từ giỏ xuống cuốn theo hết mọi thứ vào trong trận mưa vào buổi sáng ngày hôm sau khi mà cơn mưa tạnh bầu không khí trở nên thoáng đáng hơn mọi thứ như được gội rửa sạch sẽ người trong làng cũng bắt đầu đi vào làm công việc của mình đến tầm tám rưỡi thì có mấy người nhốn nháo đi tìm thằng nhóc kia nhà có việc cho nên cần nó làm thế nhưng vào nhà nào thì cũng không có Gọi mãi thì cũng chẳng có ai Cho nên mới ra đây hỏi mọi người Thế nhưng sáng ra cũng chẳng thấy ai thấy nó đâu cả Người này với người kia bắt đầu hỏi nhau về tung tích của thằng nhóc Thế nhưng kết quả thì vẫn không có một ai biết Mãi mới có một người đàn ông lớn tuổi mới nhớ ra cái gì đó thì bèn nói Qua là ta thấy nó về muộn lắm chắc là cho Châu đi tắm rồi Ra ngoài đó để nhìn xem Ai nấy cũng không có tỏ ra hài lòng bởi vì cả đêm qua trời mưa nó không về nhà thì chỉ có đi kiếm chỗ nào để mà chú suy nghĩ là như vậy thế nhưng chân của mấy người vẫn nhanh chóng bước ra bờ sông để tìm và một bi kịch không thể ngờ đã xuất hiện cọc buộc châu cây áo cũ và những vết vá chi chít cùng với đó là đôi dép vẫn còn ở trên bờ nhưng người và châu đã mất tích ai nấy cũng tá hỏa cả lên gọi hết người này đến người kia để cùng nhau đi tìm thằng bé Thế nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy Công việc đều bị bỏ dở Nhưng mà người cần tìm thì lại không thấy đâu Cả một cái làng như bị khuấy động hết cả Đám mấy thằng trẻ con cũng đưa nhau đi tìm Cái áo và cái dép kia cũng đã khô đét Sau khi nắng chiếu lên nóng gian trên lưng của mỗi người Nhưng ngóc ngách những chỗ mà nó có thể hay tới Cũng không hề có bất cứ một dấu vết gì Cậu của tôi khi đó còn lao vào cả bụi tre để tìm Thế nhưng cũng chẳng có dấu vết gì cả Chỉ sợ nó bị ma giấu đi mà thôi Người trong làng gần như là những người thân đối với nó Ngày nào nó cũng xuất hiện trên con đường này dắt trâu và quý đậu trào Ai có làm gì nặng thì nó chạy theo để giúp đỡ Bây giờ thằng bé mất tích mà cả xóm bắt đầu đi tìm Thì hy vọng rằng mọi thứ sẽ không bị làm sao Thế nhưng Nguyên cả ngày tìm kiếm mà vẫn không thấy gì Nhiều người đã có suy nghĩ nó đang nằm dưới dòng sông kia chắc đây cũng là một chủ đề để cho mọi người bàn tán một cách dữ dội ai cũng biết nếu như mà nó chết đối từ tối ngày hôm qua thì cho đến bây giờ xác cũng phải nổi lên chứ mấy người lớn đi men theo ra bên đầu nguồn để tìm kiếm mấy người có kinh nghiệm bơi cũng đã cởi áo chật mấy thân cây chuối lớn rồi nhảy luôn xuống nước nước sông bây giờ tuy đã cả nhưng mà ra đến giữa thì cũng phải đi đến tầm ngang đầu một số người chạy về lấy thuyền để đi xung quanh xem xem có vớt phát được gì không. Chả mấy chốc mà đã quá trưa, hết người này nhảy xuống rồi lại đến người khác nhảy theo. Cả một góc sông ẩm mỹ hết cả. Những người lặn xuống dưới dòng nước đó không hề mò thấy bất cứ một thứ gì. Nhiều người đã về trong cái lắc đầu vì không thể làm được gì thêm. Những câu hỏi, những tiếng gọi vẫn còn vang lên ẩm mỹ. Nhiều người có những ý kiến trái chiều cũng được đưa ra. Có người bảo nó là đã rời đi cùng với con trâu để kiếm chỗ nào đó tốt hơn. Nhưng tất cả đó chỉ là suy đoán vì cái áo và đôi dép của nó tất cả còn ngay bên cạnh bờ sông. Mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra bên bờ sông ngay từ chiều. Kết quả cho thấy thì cũng chẳng có gì khác với buổi sáng. Mọi thứ đều trong vô vọng không có dấu hiệu gì cả. Ai đấy cũng đã mệt lạ. Thế nhưng vẫn cố gắng nhìn nhau rồi lại lao xuống bất lực trước sự mất tích này có một người đàn ông lớn tuổi bền dục trường làng cứ như thế này cũng không phải là cách nhỡ đâu nó bị ma giấu để tôi bảo thằng kia sang mời ông thầy hôm nọ lên đây chứ không thì cũng tìm bằng trời ai nấy đều gật đầu đồng ý mau chóng mời ông thầy đợt trước đã giúp đỡ cho gia đình có người bị xét đánh kia sang trời cũng đã tối mịt mấy người cố gắng nán lại còn số khác thì cũng trở về nhà sau một ngày mệt mỏi Ông thầy kia sau khi nghe tin có người gặp nạn thì mau chóng thu xếp đồ, rồi cùng với mấy người đến đây để kiểm tra. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, bóng đêm bao trùm lấy cảnh vật xung quanh, càng làm cho bờ sông càng trở nên u ám. Chỉ còn có những ánh đèn được bắt để soi sáng một góc nào đó, cùng với độ gần chục người đứng ở đó, người thì ướt, người thì soi đèn cho người phía dưới lên, Ông thầy hít thở một hồi lấy một cái may rùa sau đó bỏ vài đồng trinh vào bên trong rồi sóc lên xeo quẻ. Mọi người nín thở hồi hộp để xem những gì mà ông thầy đang làm. Ông thầy nhìn quanh rồi lại lắc đầu. Nó bị mà bắt rồi, không có cứu được đâu. Giờ chỉ còn cách là vuốt xác của nó lên. Giờ phải làm một cái đàn nhỏ để làm lễ xin lại xác. Rồi đợi một chút nữa ta sẽ xử lý. Mọi người nhanh chóng gấp rút chạy về làm đúng y những gì mà ông thầy đã căn dặn. Sở soạn lễ lạc đầy đủ dù đã tối chỉ mất hơn nửa tiếng mọi thứ mà ông thầy yêu cầu cũng đã được bày biện ra chỉnh chu những người đứng đó cũng chỉ biết lùi lại đằng sau nhìn ánh đèn nhỏ hắt xuống dòng nước lạnh có vài gợn sóng nhỏ gió thổi lan tàn chỗ này sang chỗ khác ông thầy nghiêm mặt đốt nến đốt thương vẩy muối vẩy gạo ra xung quanh rồi cầm một cây kiếm gỗ kẹp lá bùa vào hơi lửa đốt cháy sau đó ném lên khoảng không Gió lại bắt đầu giết mạnh hơn, ai nấy cũng có cảm giác lạnh. Ông thầy ngồi xuống dưới đất khoanh chân vòng vòng, rồi nhắm chặt mắt lại, mồm lầm bầm những tiếng rất khó nghe. Chả ai hiểu được thứ gì. Tuy gió lạnh những cái cây đung đưa dữ dội, thế nhưng ai cũng có thể nhìn thấy trên ánh đèn lờ mờ những giọt mồ hôi của ông ta vẫn đang lấm tấm chảy xuống. Sau một hồi ngồi yên chỉ kinh, ông thầy cởi phăng chiếc quần áo, lấy một con dao cứu vào đầu ngón tay làm cho nó bật máu. Tiếp theo ông ta quay sang bảo mấy người đang đứng yên nhìn không có biết thứ gì đang xảy ra. Bây giờ ta cần bốn người đi xuống đây để vuốt xác thằng nhỏ, nhanh lên không được chậm trễ. Bốn người to lớn khỏe mạnh nghe xong thì vội vàng bước ra cởi quần áo. Ông thầy nhúng tay xuống dòng sông, dòng máu đỏ loang ra một chút dưới dòng nước. Người của ông thầy ướt sũng cả tóc tai, Ông ta rút trong túi áo ra bốn dây thừng chắc chắn để cho mỗi người một cái. Tiếp theo ông ta gấp gọn bốn lá bùa màu vàng, sau đó bắt mấy người đó ngậm chặt lấy, ông thầy liền dặn. Cố gắng tìm ở những vết máu loang kia rồi lặn xuống dưới là sẽ thấy. Nếu như không nhắc được nó lên, thì hãy để máu này vào giữa chán của nó, sau đó thì buộc dây lại. Mọi người ở trên giữ cho tấm máu này đi. Ông thầy nói xong thì lại bắt tay làm tiếp, cho máu nhỏ xuống dưới lòng bàn tay của một người, Ông thầy gật đầu đốt một ánh nến to Rồi ra hiệu cho mấy người kia xuống dưới sông Ba người không phải cầm máu Thì nhanh chóng lao theo vũng máu nhỏ Đang chạy một cách từ từ ra tận giữa sông nhỏ Ngăn cách giữa hai bờ Ra đến nơi thì cả ba lao xuống dưới Mà vẫn ngậm chặt tấm bùa mà ông thầy đã đưa Cả ba người đều khá là ngạc nhiên Vì chỗ này cả ngày lần mò lặn xuống mấy lần Nhưng không thể tìm thấy xác của thằng bé Giờ thì không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây một cách bất thường. Ba người nhanh chóng lặn xuống sau khi kéo cái xác lên. Ở trên bờ thì nhiều người vẫn còn đang nóng lòng chờ đợi. Cây sáng của thằng nhóc quá nặng, không hiểu vì lý do gì mà nó lại chẳng khác gì một tảng đá. Ngoài lên trên mặt nước thì người hứng máu cũng đã bơi tới. Ông thầy thích cây nến cũng đã cháy được một nửa thì bèn nói vọng. Nhanh lên mấy đứa, nên sắp tắt kéo nó lên phải mau chóng đưa vào bờ ngay lập tức. Mấy người kia nghe xong thì gật đầu nhìn nhau rồi hít một hơi thật sâu, sau đó lặn xuống dưới nước. Người kia vừa xuống thì đã úp ngay bàn tay có máu của ông thầy và chán của thằng bé. Tiếp theo thì những sợi dây thừng đã được sử dụng. Bốn cái dây kéo vào bốn chi của thằng bé thì lập tức tất cả mọi người đều ngoi lên mặt nước để dồn sức kéo vào trong bờ. Gió lạnh người ở dưới cũng đã mệt là ra Thế nhưng không chậm trễ Nước thì sâu cho nên chẳng ai trùn chân Lên đến bờ tất cả mọi người đều kéo nhau tới Để giúp đỡ chuyển xác của thằng bé lên trên bờ một cách an toàn nhất Đặt xác của nó lên cái chiếu Không ai không khỏi xót thương Da rẻ của nó cũng bắt đầu có dấu hiệu phân hủy Mắt trợn trừng trắng rã, mồm há hốc bụng trương phành cả lên Sau khi đã xử lý xong để giúp nó trở lại ban đầu Ai nấy cũng thắc mắc về câu chuyện Nhưng ông thầy chỉ gói gọn lại Nó yếu mạng cho nên không may bị bắt Mọi người nên lo cho nó một tang lễ đầy đủ chôn cất cho cẩn thận Ai nấy đều vâng dạ mau chóng thu dọn hết đồ đạc Mọi thứ sạch sẽ để đưa thi thể về nhà Cố gắng tổ chức một đám tang cho thằng bé đó Ngày hôm sau người trong làng cũng đã góp tiền để giúp cho cậu bé có một đám tang trọn vẹn, chôn cất mộ yên mà đẹp. Ông thầy cũng vẫn sang để giúp đỡ làm lấy cầu siêu, cũng bái cẩn thận mong cho nó sớm được siêu thoát. Thế nhưng mà khi lo đám tang cho thằng bé xong thì không ai dám bén mảng ra bên ngoài bờ sông, phần vì lo sợ giống như thằng bé kia, phần vì có nhiều người sau buổi tối đi soi cốc đêm thường nghe những tiếng khóc ở bên bờ sông đó. Người này truyền tai của người kia rồi những đứa trẻ cũng bị cấm, thành ra chỗ đó đã trở nên hoang vắng hơn bao giờ hết. Thường thì trước vẫn hay ra để tổ chức hội hè Đứa trẻ dành ra tắm Nhưng mà bây giờ thì sẽ không còn có điều như vậy nữa Mọi thứ dường như bây giờ đã chìm dần vào quên lãng Tôi ngáp ngắn ngáp dài một hơi rồi lắc người nhẹ Chẳng hiểu sao người tôi này nó lại mệt đến vậy Tôi chào bà rồi bước vào bên trong phòng ngủ Chẳng thèm để ý đến những gì xung quanh Tôi chỉ nằm mơ thích mình ở cùng với một đám bọn tôi chỉ nằm mơ thấy mình cùng đám bọn kia kéo tới một cánh đồng rồi cùng nhau trêu đùa mấy thằng cứ chơi hết trò này cho đến trò kia ở ngoài đời thật tôi cũng khẽ là một nụ cười như là mình đang nằm ở đó hiếu hiếu dậy đi con Mà cái gì như là bị ma làm vậy con tiếng của bà ngoại đánh tan giấc mơ tôi từ từ mở mắt đưa tay liền vuốt mặt tôi liền tự hỏi ồ trời đã sáng rồi sao qua bảo ngủ sớm thì cứ đòi nghe xong mới chịu ngủ Xong còn ngủ mơ nữa Lần sau đừng hỏng tôi kể cho anh nghe cái gì Bà dí nhẹ vào đầu của tôi Thằng Đình chạy ra kéo tay của tôi rồi nũng Anh đánh răng nhanh lên rồi dẫn em ra chỗ kia chơi với mấy anh Tôi liền ngáp dài một cái rồi lắc đầu nhìn nó Anh mệt lắm rồi đây cu à Hay là mày cứ ra đó đi anh buồn ngủ lắm Không có đi được đâu Tôi đánh răng rửa mặt ăn sáng xong rồi đeo luôn lên giường chẳng nói câu nào. Toàn thân của tôi dường như không có cảm giác nó là của mình nữa. Nó cứ như muốn kéo mình nằm xuống vậy. Mệt mỏi cũng chẳng dám nói gì thêm, tôi cứ ngủ thiếp đi. Đình sau khi nghe tôi nói xong thì cũng chả biết đi ra bên ngoài kia. Nói với đám bạn là tôi mệt cho nên không đi được. Cả ngày tôi cứ nằm như vậy ngủ chả biết trời đất đâu. Thế nhưng tối xuống thì cũng là lúc tôi tỉnh giấc trong người thấy khỏe khoắn hơn nhiều. Tự ăn xong thì đi luôn ra bên ngoài điểm hẹn cùng với chúng nó. Thằng định đòi đi nhưng bị tôi dọa cho nên không dám bám đuổi nữa. Ra ngoài cánh đồng cả đám kia vẫn đợi tôi ở chỗ cũ. Này tôi đi một mạch ra mà chẳng sợ chút nào. Cánh đồng tuy thiếu ánh sáng thế nhưng dường như có vẻ nó được lập trình sẵn ở trong đầu. Chỉ cần biết là tôi bước đến chỗ đó như một cái máy, Đến nơi thằng bạn kia đắt kéo tôi vào bên trong ngồi chơi cùng với chúng nó Chạy nhảy nô đùa nguyên cả một góc ẩm ý với nhau Ngoài cánh đồng âm u vắng lặng Cuộc trời vẫn như vậy diễn ra Mồ hôi cũng đã ướt đẫm cả người Cho đến khi thấy đã muộn tôi bèn chào chúng nó để ra về Sau đó hứa rằng mai sẽ tiếp tục ra Thằng nào thằng nấy cũng gật đầu rồi chào lại Trên đường về tôi tự nhủ Thế này thì ngủ nguyên ngày cũng được Sáng thì chả có gì mà chưa chán chết Mà đi thế này cũng đỡ vướng chân thẳng định Cho nên không có lo Về phần đám bạn kia ở nhà Chúng nó đợi tôi ra khỏi rồi mới đi soi tiếp Cho nên cũng chẳng có thằng nào tụ tập nữa Còn tôi đã có thêm 3 ngày trôi qua Lại với những tình trạng như thế kia tiếp diễn làm cho bà sinh nghi Và một buổi tối sau khi về bà liền hỏi Mày đi chơi với ai về con Con đi chơi với đám bạn của con thôi tôi lại đưa tay lên mồm ngắp lấy ngắp để rồi tiếp lời luôn không để cho bà nói thêm ngoài này lạnh đi bà thế bà vào nghỉ sớm đi ạ à, con mệt lắm rồi con đi ngủ trước đây lát bà đi ngủ sau nhé bà cũng chỉ biết ẩm ừ rồi tôi leo lên giường ngủ với cậu em bà bắt đầu suy nghĩ ngồi trước nhìn lên bầu trời rồi tự nhủ ngồi ngước nhìn lên bầu trời rồi tự nhủ mong rằng nó không bị làm sao bầu trời về đêm càng âm u và tĩnh mịch vang lên cùng với những âm thanh của ếch nhái trong những hàng hốc nhỏ những cái cây ngả bóng đen sì cũng đùng đưa dữ dội trong làn gió đêm tiếng lá cây xào xạc mỗi lúc một lớn rồi từ từ là những hạt mưa đêm nhỏ dần đổ ảo ảo xuống sáng hôm sau như thường lệ tôi vẫn nằm ly bì trong nhà thì đám thằng huy kiệt tuấn đi tới để xem tôi có vấn đề gì không Thế nhưng điều mà chúng nó thấy là tôi nằm ngủ chả biết trời đất đâu cả. Có hỏi thằng Định nhưng mà câu trả lời là nó không biết. Bà ngoại đi ra cả đám cúi chào bà liền hỏi. Tao thấy nó hay đi tối với chúng mày, xong là về kêu mệt. Đấy chúng mày thấy đấy, gần một tuần nay, sáng thì nó cứ nằm ngủ ly bì như vậy, còn tối thì mau mau mải mải lại đi. Ba thằng nghe xong thì bắt đầu ngơ ngác hỏi lại. Ơ nhưng mà nó có đi chơi với chúng cháu đâu, bà hỏi lại nó mà xem bọn cháu từ lúc nó kêu không ra thì bọn cháu đâu có đi chứ hay là nó đi chơi với đám nào địch cũng không biết à chỉ thế là đã rõ bà ngoại lúc này nhìn mấy thằng rồi nói theo những những biểu hiện của nó với cả cái mà tao đang nghĩ thì khả năng là nó đã gặp ma rồi đấy ba thằng kia nghe xong thì hơi dùng mình lắc người mỏ ba thằng kia nghe xong thì hơi dùng mình lắc người rồi hỏi lại thêm cùng đó là một lời phủ định ma gì ạ à? làm làm gì có ma chứ bà Mấy thằng kia bắt đầu thấy lo lắng Bà nhìn mấy thằng rồi liền hỏi Tối nay chúng mày giúp bà bám theo nó xem nó đi đâu Chứ như thế này thì khó mà biết được Gật đầu đồng ý cả ba xin phép chào bà rồi đi về nhà nghỉ ngơi Mãi cho tới khi mặt trăng nhô lên Ba thằng đã dình ở bụi cỏ gần ngay ngõ của nhà tôi Thế tôi từ từ bước ra dáng đi khoan thai trên đường làng vắng vẻ Không lấy có một bóng người Thường thường thì trong tầm này mọi nhà đang ngồi vào hết mâm cơm Quây quần cùng với nhau Cả đám tò mò không biết là tôi sẽ đi đâu Cứ nấp cho kỹ rồi bám sát Để không bị mất dấu Tôi cứ như vậy tiến ra bên ngoài cánh đồng Cả bọn kia rồi cả bọn kéo sang bên dưới chỗ Vẫn hay ngồi Ba thằng kia nhìn tôi rồi nói Này nó bị làm sao đấy Như thằng điên rồi Ngồi đó nói chuyện một mình kia Ờ đúng rồi cứ để yên xem nó làm cái gì Chắc là nó gặp ma rồi đấy Huy liền tiếp lời Tuấn điện hỏi thì có cứu nó không Chả có thì sao nhưng mà cứ từ từ xem đã Nó còn làm cái gì mới được chứ Cả ba thằng ngồi im toàn thân Thì hơi ngứa ngáy do phải giúp trong bụi cây rậm rạp Thời gian cứ như vậy trôi qua Những tiếng cười của tôi cứ văng vọng Làm cho ba thằng chúng nó phát chán Ngắp dài vì mệt mỏi Huy chuẩn bị đứng lên Thì Tuấn kéo tay lại rồi nói Chạy đi nhanh lên Ba thằng chạy sọc lại chỗ của tôi Tôi quay sang nhìn ba thằng không biết từ đâu chạy sộc ra Còn những thằng lúc nãy thì đã biến đi đầu mất Màn mũi của tôi đột nhiên tối sầm lại rồi ngã ra trước sự hốt hoảng của mấy thằng Ba thằng cõng tôi trở về nhà bà ngoại cùng với cậu cũng đã có mặt ở trước nhà chờ đợi Thế tôi bất tỉnh ai nấy cũng rất lo Lấy cái chiếu cho tôi nằm quần áo lấm lem Không có mở mắt ra được nữa Bà bảo cậu tôi đi lấy trà gừng cho uống nhưng mà không có ăn thua cũng đã gần 11 giờ bà bảo mấy đứa đi về Còn cậu thì phải sang nhà ông thầy để nhờ sự giúp đỡ Nhưng mà đáng tiếc là phải mấy hôm nữa Ông ấy mới có mặt ở nhà Người nhà của ông đưa cho tôi một lá bùa Mà nói rằng đó là bùa hộ thân Sau đó bảo cậu mang về để cạnh người Hai tối hôm sau là những tối cực hình đối với tôi Toàn thân đau nhức như là muốn kéo lê Khi mà bên ngoài có những tiếng gọi đi chơi Người rút lên bần bật Thế nhưng được cậu và bà giữ chặt lại Ba ngày đó tôi không có tỉnh lại Nhưng mà trong đầu vẫn cứ có thứ đáng sợ Với hình hài mặt mũi bị những con giỏi ăn gần hết Ngoe ngoài bên hộp sọ trắng xóa Toàn thân thì chưa chùi quần áo rách dưới Nó cứ luôn bám đi tôi rồi nói những âm thanh nghe rợn cả người Đi theo tao mày phải chết Những âm thanh đó cứ vang lên Thì cũng là lúc toàn thân của tôi giật giật lên vì sợ hãi bao trùm mồ hôi thì toát ra như tắm. Quả thật cũng do tính ham chơi cho nên mới thành ra như vậy. Không những tự hại mình mà còn hại cả bà với cậu. Đêm hôm phải trông nom một cách gắt gao. Không sợ sẽ có chuyện gì. Không sợ sẽ có chuyện không hay xảy đến. Bà thì lo lắng đứng ngồi chẳng yên. Định thì cũng không dám vòi vĩnh. Chẳng dám đi ra ngoài chỉ giúp ở trong nhà để trông anh. Đã ba ngày người của tôi tái nhợt cả đi. Da rẻ xanh xao và yếu ớt bà ngoại đang định bảo cậu đi sang tìm ông thầy thì ông thầy đã đứng bên ngoài gọi vọng vào bên trong có ai ở nhà không ạ à? cậu tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa cả nhà mừng rỡ vì ông thầy đã tới để cứu giúp chứ không để ở đây chẳng biết phải làm sao cả ông thầy đi vào trong nhà nhìn tôi ông liền nói lấy cho tôi một công nước nóng một cái khăn ấm với một cây chậu mang ngay ra đây ngay lập tức mọi thứ đã được chuẩn bị nhanh chóng ông ta xốc tôi ra ngoài để ánh nắng chiếu vào người ông đốt một lá bùa cho vào cốc nước nóng sau đó đổ vào miệng của tôi cơ thể của tôi lúc đó có vẻ nặng nề mà tuôn hết những gì ở bên trong bà ngoại nhìn thấy như vậy mà xót cháu đồ toàn là đất những thứ bầy nhảy hôi thối trong chiếc chậu ông thầy quay sang ra hiệu cho cậu mang đi đổ rồi ông ta tiếp tục lấy những cây kim cắm vào trán để nặn ra những giọt máu đen Xong rồi ông ta cho tôi ngậm cái gì đó vào miệng rồi khẽ ngồi xuống Làm những giọt mồ hôi lấm tấm Bà với cậu ngồi kể lại chuyện mà họ biết về những gì tôi đã làm Ông thầy nghe xong thì chấp miệng nói Nếu như mà cứ để tình trạng này diễn ra thì không có hay Cháu nhà ta tí nữa thì bất tỉnh rồi Tới nay để nó đi với tôi tôi sẽ giải quyết Nói xong ông thầy cắp đổ đi luôn Chả biết là ông ta đi đâu và làm gì cho đến gần tối tôi mới sực tỉnh, nỗi sợ vẫn còn chưa hết. tôi mang theo những gì tôi đã gặp để kể lại cho bà và cũng được nghe kể lại những gì suốt mấy ngày vừa qua nằm bất động. tôi nghe xong bảo đợi ông thầy sẽ giúp thì cũng đồng ý. ăn uống tắm rửa xong thì ông thầy đến tôi chào ông và xin phép bà với cậu để đi cùng ông ra ngoài đồng. ánh chàng xoay bước hai ông cháu đi qua hết dãy nhà, đi thẳng dưới chân đê. ông thầy đi cho tôi một tấm bùa rồi dặn cất vào trong người cứ đi làm theo những gì ta dặn là được không cần phải lo tôi liền vâng dạ người vẫn còn run rẩy bước đi tự bước đi trên từng ngọn cỏ âm thanh kia kinh hãi lại vang lên trong tai nào lại đây đi chơi chứ cho vui tuy đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng mà dường như tôi vẫn có vẻ hơi sợ sợ thằng kia nó lộ diện đúng y như trong giấc mơ cái đầu lòi cả hộp sọ có những con giỏi đang ngoe ngoẩy trên tay thì chỉ còn khúc xương lùng lẳng của áo rách dưới bay xà xà trên mặt đất những âm thanh của nó nghe thật sự đáng sợ cứ xả vào người tôi tránh né nó cười rồi nói mày có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu đến đây rồi đi theo tao tôi nghe xong mà cảm thấy sợ hãi người run lên cầm cập theo điệu cười bản năng mách bảo mình phải chạy ngay để tránh nguy hiểm thế nhưng mà dường như cơ thể của tôi không hề nghe lời toàn thân cứ đứng im như trời trầm. Tôi nhắm nghiền mắt lại mà nói, cứu con với. Nó liền cười rồi đáp lại, chả có ai có thể cứu được mày đâu, giờ mày thì chết đi, mày sẽ làm nô lệ cho tao. Nó lao nhanh vào người tôi như một mũi tên bắn, thế nhưng nó bị thứ gì đó đánh bật lại, toàn thân của nó run lên rồi bốc khói, nó gầm gừ lên một cách điên loạn. Mày sẽ không thoát nổi đâu, nó định lao vào thêm một lần nữa thì ông thầy không biết từ đâu đã lấy một cây gậy quất vào người của nó liên tục. Nó liền gầm gừ năn lộn, ông thầy liền quát lớn. Quả là sai lầm khi ta để ngươi ở đây, giờ lại đi hại người không bắt ngươi về không có được. Phong hồn đó lăn lộn quỳ xuống xin tha. Từ lúc này mới biết là nhiều năm trước ông thầy đã tha cho chúng nó. Thế nhưng như thế vẫn là chưa có dừng, Ông thầy lấy tấm áo của mình phủ lên người của nó. Sau đó ông ta ngồi trầm những cây nhang cùng với những ánh nến sáng rực cả một góc. Rồi từ trong áo đó có những đốm sáng bay lên tạo thành một khoảng không gian huyền ảo trước mặt. Từ khẽ đứng dậy nhìn quang cảnh vật xung quanh, ngước mắt lên nhìn thầy rồi hỏi. Cậu ta đi đâu rồi thầy? Nó đã đi về một nơi xa rồi, con không gặp lại nó nữa đâu cơn gió thoảng qua như là muốn cuốn bay đi tất cả những thứ đáng sợ đang xảy ra tại nơi này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của câu chuyện này.